xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn ngắm hoa. Thì như thường lệ, mình vẫn sẽ làm một cái điều gì đó để mang tới cho các bạn. Nhưng hôm nay mình muốn cảm ơn các bạn. Lời nói đầu tiên đó là mình cảm ơn các bạn đã yêu thích kênh của mình và theo dõi mình. Mình cảm ơn những bạn đã thường xuyên theo dõi những clip của mình và cho mình những cái góp ý. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình là làm một cái clip về hướng dẫn phối màu hoa. Thì những ai yêu thích và muốn mình làm cái clip đó thì hãy cho mình một like hoặc là share cái bài viết của mình. Thì mình sẽ hướng dẫn cái clip phối màu ha. Bởi vì cái clip phối màu này mình sẽ phải đầu tư và nó dàn dựng nó cũng hơi kỹ lưỡng về cái phần hình ảnh cũng như phần nội dung đó. Thì rất là vui vì được các bạn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.